Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Người dân Đà Lạt với sự kiện quan trọng của đất nước. Lâm Đồng tăng cường phòng chống bệnh sởi. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam lưu giữ nhiều hiện vật, bức ảnh, minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia Triều Tiên và Việt Nam. Đức trọng, triển vọng trong sản xuất nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung đoàn Bộ binh 994, huyện Đức Trọng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua trong các đơn vị. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đợt huấn luyện năm 2019 có sự tham gia của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện, thành phố, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 994 và Lực lượng Dân quân Cơ động. Với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, đợt thi đua huấn luyện được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1 tháng 3 đến 15 tháng 7 2019, giai đoạn 2 từ 1 tháng 8 đến 15 tháng 12 2019, với các nội dung chính là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu 7, cũng như của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Bám chắc phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến. Buổi lễ đã góp phần động viên, khích lệ toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh, bước vào huấn luyện với nỗ lực quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong năm. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018. Để triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, chú trọng thực hiện huấn luyện gắn với các phong trào thi đua ở từng cấp, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, huấn luyện sát thực tế, nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện phòng chống bạo loạn, khủng bố, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, rà phá bom mìn. Tại buổi lễ, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký cam kết thi đua huấn luyện năm 2019. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện và Quân khu 7 tặng bằng khen cho 15 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt thành tích đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018. Chuyển sang thông tin khác. Chiều ngày hôm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Huyện ủy các địa phương đã sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2018, triển khai công tác năm 2019. Trong năm 2018, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra theo Điều 30 của Điều lệ Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung và công tác xây dựng đảng nói riêng. Việc đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Về nhiệm vụ 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Huyện ủy
tiếp tục làm tốt quy chế phối hợp, công tác tham mưu, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, thực hiện quán triệt hiệu quả điều lệ đảng. Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thực hiện theo hướng công khai, dân chủ, nghiêm minh, tạo sự đoàn kết, niềm tin trong cán bộ, đảng viên của các đơn vị. Sáng nay ngày 1 tháng 3, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phổ biến luật an ninh mạng và luật tố cáo cho các đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền đạt những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng và luật tố cáo. Theo đó, luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2019. Nội dung luật gồm 7 chương 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật an ninh mạng ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy các nguồn lực của đất nước, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Luật tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều. Luật tiếp tục kế thừa quy định của luật tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hai nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Việc phổ biến các luật mới nhằm giúp các đại biểu với nhiệm vụ chuyên môn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời hai bộ luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, đưa luật vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản hiện hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Chiều ngày hôm qua 28 tháng 2, Sở Công Thương Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chủ đề cho các hoạt động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 đó là kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững, nhằm xác định trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung ứng của mình được quy định trong luật và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự kiến lễ meeting Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 trên địa bàn Lâm Đồng sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tại quảng trường khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, với số lượng người tham gia khoảng 500 người. Bên cạnh đó, hơn 50 thanh niên thuộc tỉnh đoàn Lâm Đồng sẽ tham gia diễu hành hưởng ứng sự kiện này trên các trục đường chính của thành phố Đà Lạt. Sở Công Thương Lâm Đồng cũng kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình hoạt động tri ân người tiêu dùng như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá khuyến mãi và các hoạt động tri ân khác. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, tình cảm của người dân Đà Lạt với sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vừa được tổ chức tại Hà Nội. Lâm Đồng tăng cường phòng chống bệnh sởi. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vừa được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu trong những ngày vừa qua. Hà Nội trở thành tâm điểm của cả thế giới. Cùng với cả nước, người dân Đà Lạt Lâm Đồng cũng rất phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này. Dù rất bận rộn với công việc của một cán bộ hưu trí, nhưng những ngày vừa qua, ông Lê Tiến Văn ở phường 3, thành phố Đà Lạt luôn nhận sự quan tâm để theo dõi hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Hà Nội thông qua các phương tiện thông tin báo chí. Theo ông Văn, việc Mỹ Triều chọn thủ đô Hà Nội để tổ chức cuộc gặp gỡ quan trọng này đã thể hiện uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái vai trò, cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cái sự nghiệp hòa bình của khu vực và thế giới. Cái thứ hai tức là cái uy tín và cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được tăng nhanh trong những thời gian vừa qua. Và thông qua đây, nó cũng thể hiện được, quảng bá được cái hình ảnh của đất nước Việt Nam với thủ đô Hà Nội, một thủ đô mà được UNICEF đã công nhận là một thành phố hòa bình. Và thể hiện được cái nhân văn của cái nhân dân Việt Nam rất thân thiện và mến khách. Là một cái công dân thì tôi thấy đây là một cái sự kiện vô cùng là có ý nghĩa đối với cuộc sống của con người Việt Nam, đối với xã hội Việt Nam và đối với hòa bình của khu vực và trên thế giới. Việt Nam chúng ta cũng rất là vui khi được hai quốc gia này chọn làm cái nơi để cuộc gặp gỡ thượng đỉnh diễn ra. Do đó chúng tôi thấy là đảng và chính phủ cũng như nhân dân Việt Nam là rất là ủng hộ cho cái cuộc gặp gỡ này và làm hết sức mình để cho cái cuộc gặp này đạt cái kết quả tốt đẹp.
Và qua đây thì chúng tôi thấy là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam cũng được cả thế giới là theo dõi về những cái cùng với lại theo dõi cái những cái nội dung cái chương trình của hội nghị, nhưng mà theo dõi cái sự phát triển của đất nước Việt Nam của chúng ta trong thời kỳ đổi mới. Cống hiến trong quân đội, hiểu rõ sự gian khổ chiến tranh của đất nước để giành độc lập, những cựu chiến binh này không khỏi tự hào cái đất nước của chúng ta phát triển từng ngày và vươn lên tầm cao mới. Vì vậy, cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều diễn ra tại Hà Nội cho thấy sự phát triển của công tác đối ngoại và an ninh chính trị của Việt Nam được đảm bảo. Một dân tộc đã bước ra từ trong chiến tranh và sau hơn 40 năm hòa bình thì chúng ta đã có những cái sự phát triển rất là tốt đẹp, và đặc biệt là trong cái vấn đề Mỹ và Triều Tiên chọn thủ đô Hà Nội làm cái điểm hẹn để tức là gặp gỡ, và chúng ta thấy rằng đó là cái niềm tin của tức là Triều Tiên và Mỹ đặt vào Việt Nam, và cũng như là cái niềm mong mỏi chung của nhân dân thế giới và trong đó cũng nhân dân Việt Nam. Chúng ta thấy sự lựa chọn của Mỹ và Triều Tiên là hết sức đúng đắn, vì nước Việt Nam là một nước ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, là xã hội ngày càng được phát triển. Do đó, dân Việt Nam thì chúng ta rất tự hào khi được là đăng cai phục vụ cái sự kiện trên. Thì qua đây chúng ta càng thấy đối với công tác đối ngoại Việt Nam ấy, thì chúng ta đã đăng cai nhiều cái đại hội, nhiều cái sự kiện quan trọng của thế giới cùng với khu vực. Đấy. Thì Việt Nam chúng ta đã thể hiện được cái vai trò của mình, là cái nước cũng đã đưa ra những cái sáng kiến lớn do các cái đại hội đó. Cho nên ấy, thì Việt Nam chúng ta ngày càng được thế giới các nước biết đến. Đối với thế hệ trẻ Lâm Đồng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai là sự kiện quốc tế thu hút sự quan tâm lớn nhất của cộng đồng và dư luận quốc tế. Đây là cơ hội vàng để quảng bá cho du lịch Việt Nam đến với thế giới. Từ một đất nước Việt Nam nhỏ bé thôi, nhưng mà nó là nơi diễn ra một cái sự kiện mà đã được cả thế giới quan tâm, thì mình cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là vui mừng cho đất nước của mình. Tại vì nhờ một sự kiện này mà bạn bè quốc tế sẽ biết là Việt Nam đang có mối quan hệ rất tốt với Mỹ và cả Triều Tiên. Đất nước yêu chuộng hòa bình, thân thiện. Cảm thấy rất là tự hào vì là Hà Nội là một thành phố vì hòa bình. Nên là một cái hội nghị diễn ra đánh dấu một cái sự kiện lịch sử về việc phi hạt nhân hóa sự kiện trên bán đảo Triều Tiên. Đây là một dấu mốc quan trọng cho Việt Nam về ngoại giao nói riêng, và một cái sự kiện văn hóa cũng như chính trị rất lớn nói chung. Thông qua cái hội nghị này thì thương hiệu của Việt Nam, hai từ Việt Nam thì được lan tỏa, được nhiều người biết đến, được nhiều người trên thế giới biết đến hơn. Em mong rằng sẽ có nhiều hội nghị như thế này được tổ chức tại Việt Nam để thương hiệu của Việt Nam ngày càng truyền bá rộng hơn trên thế giới. Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện, Hà Nội thành phố vì hòa bình. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ mà Việt Nam gửi đi khắp thế giới thông qua sự kiện này. Đó cũng chính là niềm tin, kỳ vọng sự phát triển của nhân dân cả nước nói chung và người dân Đà Lạt, Lâm Đồng nói riêng về đất nước Việt Nam thân yêu. Chiều ngày hôm qua 28 tháng 2, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, chất lượng sinh hoạt của chi phân hội và đề án phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2018-2022. Báo cáo của Hội Cựu Chiến binh tỉnh qua triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, chất lượng sinh hoạt của chi hội phân hội cho thấy công tác cán bộ hội các cấp thời gian qua đã được kiện toàn, chất lượng cán bộ được nâng lên rõ rệt. Trong đó, các tổ chức hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố và nâng cao. Công tác phát triển hội viên được chú trọng và vượt chỉ tiêu đề ra. 90% chi hội sinh hoạt thường xuyên, 100% tổ chức hội từ cấp huyện và tương đương đạt trong sạch vững mạnh. Trên 98% hội viên đạt gương mẫu, 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Về đề án phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2018-2022, đã có những tác động tích cực đến đời sống của hội viên. Đến cuối năm 2018, có trên 15.100 hội viên khá giàu, trên 12.000 hội viên trung bình, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 773 hộ, giảm 27,8% hộ nghèo và 8,5% hộ cận nghèo so với năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh hội có 398 tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 14.700 hộ vay, thực hiện 15 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 461 tỷ đồng. Qua thực hiện đề án, nhiều mô hình kinh tế trong hội viên đã phát huy,
có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả kinh tế cao, có tính liên doanh liên kết. Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã thông qua phương hướng triển khai tiếp tục hai đề án này, đồng thời nghe các ý kiến đóng góp của các tổ chức hội cơ sở. Qua đó tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh các chương trình hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong toàn quốc, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các ngành liên quan tăng cường phòng chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, bệnh sởi có dấu hiệu tăng mạnh trên cả nước. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Trong đó, cần xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch sởi năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tiêm vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tất cả các trẻ khi đủ 9 tháng tuổi được tiêm vaccine phòng sởi. Đồng thời, chuẩn bị công tác thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, hạn chế chuyển tuyến nhằm ngăn chặn lây chéo trong bệnh viện, chuẩn bị tốt trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 ca phát ban do nghi sởi, trong đó có 4 ca dương tính với bệnh sởi xảy ra ở các địa phương gồm thành phố Đà Lạt, Đà Tẻ và Bảo Lâm. Ngành Y tế Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương triển khai các phương án phòng chống bệnh, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện tiêm chủng cho con em mình để phòng tránh bệnh sởi. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Chiều ngày 28 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giảng viên và gần 300 sinh viên trường Đọc Dạy Sen Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã thông tin nhanh tình hình cháy nổ trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh, thành phố Đà Lạt. Phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật phòng cháy chữa cháy, các kiến thức cơ bản, phổ biến hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cách thoát hiểm khi có cháy xảy ra tại các nơi trọ, phòng học, phòng ở. Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn cháy nổ, sử dụng thông thạo các phương tiện dụng cụ chữa cháy, đồng thời tác động đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó có biện pháp chỉ đạo phối hợp tốt hơn giữa hai lực lượng cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản khi có cháy nổ xảy ra. Ngày 1 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với trường tiểu học Phan Như Thạch thành phố Đà Lạt tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi. Qua đó, các học sinh tiểu học của nhà trường được trải qua các phần thi đố vui dưới hình thức rung chuông vàng với các câu hỏi liên quan đến các kiến thức an toàn giao thông. Bên cạnh đó, giáo viên và học sinh nhà trường còn thể hiện sự hiểu biết về luật an toàn giao thông thông qua tiểu phẩm câu chuyện đầu năm và trò chơi ai nhanh hơn. Các tiết mục văn nghệ cũng tập trung tuyên truyền ý thức tham gia giao thông đến các em học sinh. Với các nội dung phong phú của buổi sinh hoạt chuyên đề, niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi, đã bước đầu trang bị những kiến thức cần thiết phù hợp với lứa tuổi tiểu học về an toàn giao thông và các kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin nâng cao khả năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, hoạt động này còn tạo mối quan hệ sẻ chia giữa các giáo viên, có phần nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam hiện lưu giữ nhiều hiện vật, bức ảnh, minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia, Triều Tiên và Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam ngày càng gia tăng, tạo ra hàng chục ngàn việc làm tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un sẽ là lần thứ hai trong lịch sử nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thăm chính thức nước ta. Sự kiện này đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng cho mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước gần 7 thập kỷ qua. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật, bức ảnh minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp ấy. Trong những năm tháng chiến tranh, Triều Tiên cũng đã cử gần 100 phi công, sĩ quan sang Việt Nam học tập và trực tiếp chiến đấu cùng quân và dân ta. Trong giai đoạn 1966 đến năm 1969, các phi công Triều Tiên tham gia chiến đấu trên vùng trời ven Hà Nội và bắn hạ tổng cộng 26 máy bay địch. Sau cuộc chiến, 14 phi công Triều Tiên đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu sát cánh với bộ đội miền Bắc. Thì Triều Tiên chính là một trong ba quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950.
và trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì Việt Nam cũng nhận được sự viện trợ, ủng hộ rất lớn về vật chất và tinh thần của nhân dân trên toàn thế giới. Và trong số đó thì Triều Tiên thì mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất, vì vừa ra khỏi chiến tranh lại bị bao vây cấm vận từ nhiều phía, tuy nhiên nhân dân Triều Tiên vẫn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp nhất. Tại căn phòng trưng bày hiện vật thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến thuộc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hiện vẫn còn đang lưu giữ nhiều hình ảnh về các cuộc meeting, vật phẩm trao tặng của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên gửi tới Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống quân xâm lược. Đây là những minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Những cái tư liệu ở đây thì cho tôi thấy rằng là trong chiến tranh, trong những cái cuộc chiến tranh chống thực dân để cứu nước ấy, thì Triều Tiên cũng đã giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều trong chiến tranh. Cũng và đến ngày nay cũng vậy, nên là trong cuộc thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này, tôi rất là mong rằng là cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Thông qua các hiện vật ở đây, em thấy là từ những ngày đầu thì Triều Tiên đã giúp đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Em cũng mong rằng là thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này thì hai nước sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai. Qua 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Và nhân dịp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam và cuộc họp hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần này, người dân hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ ngày càng phát triển. Chỉ trong 9 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đã đạt 39,48 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ trị giá hơn 8,66 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 40,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Điều này cho thấy hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Trong số rất nhiều nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Mỹ vào Việt Nam, thì máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 23,7% tổng kim ngạch. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng mạnh ở các nhóm hàng như là sữa và sản phẩm sữa, rau, củ quả. Hiện nay, các hợp đồng mua hàng hóa Mỹ có giá trị lớn từ phía doanh nghiệp Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương. Với cái việc gia tăng nhập khẩu hàng từ Mỹ vào Việt Nam, nó sẽ giúp cân bằng cái cơ cấu thương mại hai bên, và do đó nó sẽ đảm bảo một cái sự bình đẳng cũng như là cái sự bền vững trong quan hệ này. Chúng tôi tin rằng là cái việc kéo dài sự thâm hụt này sẽ không lớn lắm, đặc biệt là cùng với sự gia tăng những cái hợp đồng lớn khủng mà Việt Nam đang và sẽ ký kết với Mỹ. Năm 2017, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Nhưng chỉ với một hợp đồng mua bán máy bay như Bamboo Airways vừa ký với Boeing, tổng số thâm hụt thương mại này có thể giảm đi gần 20%. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến hãng hàng không Vietjet và Bamboo ký kết hợp đồng mua bán máy bay Boeing, và chúng tôi mong chờ những hợp đồng lớn trong lĩnh vực năng lượng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm đáp ứng những nhu cầu năng lượng của Việt Nam, những hợp đồng với công nghệ thông tin cũng như trong nhiều lĩnh vực khác đang ngày càng nhiều hơn. Không chỉ góp phần cân bằng cán cân thương mại, việc ký kết các hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại Mỹ, tăng xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam và của Việt Nam sang Mỹ. Chúng ta thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục diễn ra giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cùng với việc nhập khẩu từ Mỹ, thì hiện rất nhiều mặt hàng của doanh nghiệp Việt Nam cũng đang dần thâm nhập vào thị trường Mỹ. Điều đó rõ ràng tốt cho việc nâng cao mức sống cho 97 triệu người dân Việt Nam. Hai nền kinh tế Việt Nam và Mỹ hoàn toàn có tính bổ sung cho nhau, và càng tăng cường hợp tác, chúng ta càng có nhiều lợi ích. Dự báo đến năm 2020, ngay cả không có hiệp định CPTPP, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đạt khoảng 57 tỷ đô la Mỹ, và xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam chắc chắn sẽ tăng gấp đôi hiện nay. Sốt xuất huyết tại Khánh Hòa có dấu hiệu tăng nhanh, tăng cao liên tục. Đến nay toàn tỉnh có hơn 3.275 ca mắc, tăng 773% so với cùng kỳ. Trước những diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các địa phương. Qua khảo sát thực tế tại các trường học, nhà dân, huyện Diên Khánh, đoàn kiểm tra phát hiện mật độ muỗi ở các khu vực này vẫn ở ngưỡng rất cao. Nhiều dụng cụ chứa nước có lăng quăng bò gậy.
đoàn đã tiến hành xử lý ngay các ổ chứa lăng quang bọ gậy, đồng thời hướng dẫn nhắc nhở người dân cách phòng chống dịch bệnh. Huyện Diên Khánh có 19 xã đều có ca mắc bệnh. Đến thời điểm hiện tại, ghi nhận toàn huyện có 322 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 390%. Trước đó, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế khoảng 20 hộ gia đình, công trình xây dựng, trường học tại thành phố Nha Trang. Qua kiểm tra, phát hiện chỉ số muỗi, dụng cụ chứa nước có lăng quăng bọ gậy khu vực này ở ngưỡng rất cao. Toàn thành phố Nha Trang ghi nhận 1.993 ca mắc, tăng gấp 818% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình sốt xuất huyết liên tục tăng trong thời gian gần đây, ngành y tế đã chỉ đạo các địa phương chú trọng kiểm tra, giám sát ở những xã phường có nguy cơ bùng phát dịch cao. Đất trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Và đây cũng sẽ là thông tin cuối cùng của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, không ngừng sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là hướng đi mà nhiều nông dân Lâm Đồng đang áp dụng. Đây là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chúng ta hãy cùng về huyện Đức Trọng. Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới để thấy rõ vấn đề trên. Anh Nguyễn Văn Châu, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng là một trong những nông hộ thành công trong phát triển kinh tế trang trại. Trước đây, anh nuôi gà công nghiệp đẻ trứng lên đến hàng ngàn con. Do nguồn thu nhập cao ổn định, không dừng lại ở đó, anh lại tiếp tục tìm tòi những con giống mới để ứng dụng vào sản xuất. Anh là một trong ít nông hộ đầu tiên của địa phương nuôi thỏ lấy thịt. Hiện nay, mỗi ký thỏ thương phẩm có giá trên 100.000 đồng và mỗi cặp thỏ giống bán ra 200.000 đồng đã đem lại cho gia đình anh thu nhập cao. Anh dám đương đầu với rủi ro khó khăn với những thử nghiệm mới bởi đơn giản anh thích tìm tòi để khẳng định mình. Nghề nông thì lúc nào cũng đam mê, học hỏi, thấy người ta làm cái gì hay là mình phải áp dụng vào mình. Mình thích đột phá, cái gì người ta chưa làm mình làm để sau này sao nó có đỡ cái đầu ra nó khỏi cái cạnh tranh. Cũng như anh Châu, anh Nguyễn Như Thủy, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã chuyển dần diện tích canh tác ngoài trời sang trồng trong nhà kính. Khác với nhiều nông hộ trồng cà chua ngoài trời chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh, thì anh Thủy trồng cà chua trên giá thể trong nhà kính đã hạn chế tối đa sâu bệnh hại, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, vì thế giá bán cũng cao hơn. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục mở rộng diện tích canh tác nhà kính, vấn đề vốn và đầu ra sản phẩm luôn khiến người nông dân trăn trở. Tôi mong sao là cơ quan pháp luật nhà nước định giá cái tài sản của nông dân để trên đất như nhà kính này để nó sẽ dễ bề mà vay vốn để mà mở rộng sản xuất hơn. Rồi những cái cơ chế của nhà nước mình làm sao cho nó thông thoáng hơn để cho người nông dân có thể dễ bề vay vốn hơn. Tất cả mong muốn nhà nước tức là có cái những cơ chế chính sách thích hợp để đảm bảo ổn định cho người nông dân sản xuất, nhất là các cái mặt hàng chủ lực ở cái thế mạnh của địa phương. Đến nay, toàn huyện Đức Trọng có tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 35.500 hectare, trong đó có gần 7.500 hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh thí điểm một số mô hình nông nghiệp thủy canh, trồng giá thể, trồng rau an toàn, nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, nên đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ngành chăn nuôi của huyện tiếp tục được duy trì, hiện có 157 trang trại, gia trại. Đức Trọng đề ra mục tiêu đến năm 2020 đạt giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng hơn 33.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp. Kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn và liên kết với nông dân, mở rộng liên kết giữa các hộ sản xuất, giữa hộ sản xuất với doanh nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện hình thành các tổ hợp tác xã. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.